chương 2661, đế nữ thượng. TTT. Từng tiếng lệnh người cảm thấy da đầu tê dại thanh âm ở đế đình đương đại đệ tử đại bỉ quảng trường nội vang lên. Thượng vạn mét thân hình, xám xịt hình thể, tam giác đầu, âm trầm lạnh băng đồng tử. Đương xúc xà xuất hiện ở đế tinh nữ dưới thân khi, âm lãnh cũng bố hơi thở liền nháy mắt hướng tới chung quanh thổi quét mà đi. Ngao ngao. Ca ca. Trong nháy mắt này, chung quanh đế hồn ca, đế thanh sơn bọn họ chiến sủng lập tức quỳ rạp trên mặt đất, thân hình có chút phát trung, nhịn không được phát ra gầm nhẹ. Ngay cả kia hai cái ám kim bộ xương khô, cũng là thân hình rung rẩy công hạ thân khu, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Này này! Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, thậm chí phía trước trước kia những cái đó đế tử đế nữ, cũng là trừng lớn đôi mắt, ngơ ngác mà nhìn một màn này, trên mặt tràn ngập chấn động thần sắc. Tê tê, tê tê! Lúc này, kia xúc xà hoàn toàn triển lộ ra bản thân thân hình, thượng vạn mét chi cao, nó âm lãnh nhìn quét phía dưới chung quanh một đám giống như con kiến giống nhau đế đình một chúng thiên kiêu. Nó thè lưỡi. Quanh. Một cổ khủng bố bi áp nháy mắt hướng tới chung quanh tan đi. Đế Tố Trang, Đế Hồn Ca, Đế Minh, Đế Thanh Sơn, Đế lâu năm người đầy mặt hoảng hốt, thân hình nhịn không được cong xuống dưới, cơ hồ thiếu chút nữa muốn phủ phục trên mặt đất. Giờ phút này bọn họ trên mặt tràn ngập kinh hãi cùng không thể tưởng tượng thần sắc. Sao có thể sao có thể? Một người danh thiên chi kiều tử có chút khó có thể tin, bọn họ ác chủ bài, ở bọn họ xem ra đã cũng đủ cường đại, cũng đủ nghịch thiên. Mỗi một cái đều là bọn họ tiêu phí cực đại đại giới mới được đến. Liền như kia thần chủ đỉnh cấp bậc chiến sủng, này đó chiến sủng là bọn họ mua sắm trưởng thành kỳ hoang thú chiến sủng, đem chi đào tạo thành niên. Trong lúc này, yêu cầu đại lượng thời gian cùng chiến sủng bồi dưỡng cảm tình, còn cần thuần thú đại sư đại lượng thời gian tới hỗ trợ thuần phục. Bởi vì, chiến sủng thực lực so chủ nhân thực lực cường. Chiến sủng so chủ nhân thực lực cường Đối với chủ nhân tới nói là có rất lớn nguy hiểm. Đặc biệt là thời điểm chiến đấu gặp được nguy hiểm, chiến sủng khả năng sẽ trực tiếp đào tẩu, thậm chí sẽ thí chủ. Thực lực không bằng chính mình chiến sủng, khống chế không được, ai dám coi như chính mình tọa kỳ. Bọn họ vì lộng tới này đó thần chủ đỉnh chiến sủng, chính là tiêu phí không ít đại giới. Nhưng mà trước mắt này đế kinh nữ chiến sủng là cái gì cấp bậc? Gần bại lộ ra tới cũng bố vi thế, liền tuyệt đối không phải bọn họ có thể chống lại thậm chí tại đây chiến sủng trước mặt, bọn họ cũng không dám nhìn thẳng. Này cổ kinh cũng uy áp, bọn họ chỉ cũng không hữu thần vương bốn ngũ giai, thậm chí 6 bảy giai cường giả nơi đó mới cảm thụ quá. Nàng lại điên rồi sao? Như thế cường đại chiến sủng, sao có thể là nàng có thể khống chế? Đế Tố chứa đầy mặt không tin gian nan ngẩng đầu, thấp giọng quát. T, này đây là cái gì chiến sủng? Thế nhưng có được bất hữu thần vương ngũ giai uy thế. Sao có thể, nàng một cái thần chủ đỉnh nha đầu? thế nhưng có được bất hủ thần vương ngũ giai chiến sủng. Không chỉ là một chúng đế đình đệ tử không thể tin được, ngay cả chung quanh xem lễ người, thậm chí một chúng đế tử đế nữ cũng là đầy mặt chấn động. Bất hủ thần vương ngũ giai chiến sủng, như thế cường đại chiến sủng, bọn họ này đàn đế tử đế nữ rất nhiều người đều không có. Đây là sao trời cự thú, sao trời cự thú xuất xà. Mạnh nhất phương vị trí, và nu hộ pháp trong mắt bỗng nhiên phục ra ra một mặt tinh quang, thấp giọng quát. Cái gì? Sao trời cự thú, hộ pháp, sao có thể? sao trời cự thú chiến sủng, này chúng ta toàn bộ đế tinh vực sao trời cự thú chiến sủng cũng không vượt qua ba cái, nàng sao có thể sẽ có. Già dạ nu hộ pháp nói âm vừa ra, ở hắn chung quanh vài tên bất hủ thần vương bát giai cửu giai đế tử đế nữ trừng lớn đôi mắt hỏi. Chiến sủng cũng phân cấp bậc, không thể nghi ngờ, nhất cường đại chiến sủng là sao trời cự thú. Toàn bộ đế tinh vực chỉ có ba con sao trời cự thú chiến sủng, trong đó một cái đó là đế đình một người hộ pháp tỏa giá. Khi chỉ sao trời cự thú, có được bất hủ thần vương đỉnh thực lực, cường đại thậm chí vô địch mặt khác hai cái sao trời cự thú chiến sủng mỗi cái cũng đều là thanh danh hiển hách có được thực lực khủng bố nhưng mà hiện tại một người thần chủ đỉnh nữ tử trong tay thế nhưng có được một con bất hủ thần vương ngũ giai sao trời cự thú chiến sủng điên rồi oanh và nu hộ pháp ánh mắt lập lòe nhìn chằm chằm xúc xà căn bản không có trả lời chung quanh một chúng đế tử đế nữ nói hắn thân hình vừa động nháy mắt xuất hiện ở đế tinh nữ trước người trên bầu trời đứng ở suốt đầu rắn đỉnh nhìn xuống này hết thảy đế tinh nữ hơi kinh hãi hộ pháp. Nàng cung kính mà lập tức hô một tiếng. Này xuất xà, là ở tại ngươi thần quốc nội. Già nu hộ pháp trực tiếp hỏi. Đúng vậy hộ pháp, nó sao huyệt cũng ở ta thần quốc nội. Đế tinh nữ gật gật đầu. Khống chế một chút ta nhìn xem. Già nu hộ pháp ánh mắt lập lòe nói. Là, hộ pháp. Đế tinh nữ trong lòng minh bạch hộ pháp muốn thí nghiệm chính mình. Đây cũng là vì phòng ngừa nàng gian lận, lâm thời làm ra một con chiến sủng, trấn áp cùng đại mặt khác thanh niên. Con rắn nhỏ, chiếm cứ. Nàng nhẹ nhàng dẫm dẫm xúc xà phần đầu. TT. Xúc xà không có chút nào do dự, thân hình bay thẳng đến phía dưới chiếm cứ mà đi. Vạn mét thân hình, trực tiếp chiếm cứ ở quảng trường trung, cho người ta một loại mãnh liệt lực trung động. Con rắn nhỏ, công kích. Đế tinh nữ ngẩng đầu, nhìn về phía hộ Pháp, trên mặt lộ ra mỉm cười, lập tức mệnh lệnh nói. TTT. Xúc xà nháy mắt phun ra đầu lưỡi, trên người trào ra cường hãn khí thế. Một cổ năng lượng đem đế tinh nữ bao vây. Ngay sau đó, xúc xà bay thẳng đến già nu hộ pháp tập kích mà đi. ầm ầm ầm. Già nu hộ pháp thấy như vậy một màn, trong mắt nở rộ ánh sáng, trên người một cổ vô địch uy thế bay thẳng đến xúc xà nghiền ác mà đi. T T T. Chuẩn bị công kích xúc xà ánh mắt lộ ra kinh sợ thần sắc, phun ra nuốt vào đầu rắn có chút sợ hãi nhìn chằm chằm già nu hộ pháp. Nó thân hình có chút run rẩy, bất quá này cũng không có đào tẩu, mà là quay chung quanh già nu hộ pháp dường như tùy thời mà động. Hảo hảo hảo, ha ha, ha hảo hảo và nô hộ pháp nhìn đến xúc xà phản ứng, nhịn không được phá lên cười. Thực hảo, đế tinh nữ đúng không, thực hảo, như thế sao trời cự thú, hoàn toàn trung tâm chủ nhân, thực hảo. Hắn có chút thoải mái nhìn đế tinh nữ, không chút nào bụng xỉn tán thưởng. Ở đế tinh vực, có thể lệnh vị này đế tử tán thưởng, không có mấy cái. Vĩnh hằng thần chủ đỉnh thực lực lại có thể khống chế bất hủ thần vương ngũ giai sao trời cự thú, thật là khó có thể tưởng tượng ngươi là đạt được kiểu gì cơ duyên. Và nu hộ pháp cảm thán nói. Hộ pháp, đây là Vương Tiên Ân, là Long Vương hắn giúp ta bắt giữ thuần phục." Đế tinh nữ hướng tới Hộ Pháp cung kính bà cung kính không người khu, nhìn thoáng qua Vương Tiên nơi vị trí, đầy mặt tươi cười nói: "Nga, Long Vương, xem ra Long Vương là một vị hiếm có thuần thú tông sư a." Già dạ nua Hộ Pháp ánh mắt lộ ra kinh ngạc, theo đế tinh nữ ánh mắt cũng nhìn về phía Vương Tiên, hơi hơi kinh ngạc nói: "Vương Tiên nhìn đến đế đình Hộ Pháp ánh mắt, hướng tới hắn chắp tay. "Đa tạ Long Vương giúp chúng ta đế đình bồi dưỡng như thế đế nữ." và nu hộ pháp đồng dạng hướng tới vương tiên chấp tay. Tấu chương xong. Chương 2662, đế nữ hạ. Ta cùng tin nữ là bằng hữu. Vương tiên nghe được già nu hộ pháp nói, mỉm cười nói một câu. Đế nữ. Hộ pháp đại nhân xưng hô đế tin nữ vì đế nữ, đây là đại biểu cho. Này không phải bình thường sao? Ngoạ tàu A, sao trời cự thú súc xà chiến sủng, bất hủ thần vương ngũ dai, hơn nữa vừa rồi hộ pháp đã thí nghiệm quá, chiến sủng hoàn toàn chung với chủ nhân, như thế thực lực nghịch thiên A. Đế nữ danh xứng với thực A, gần đế tinh nữ thực lực liền viễn siêu những đệ tử khác, càng đừng nói ác chủ bài, một cái sao trời cự thú chiến sủng, đừng nói cùng đại, ngươi nhìn xem hướng lên trên ở số 7-8 đại, có là đế tinh nữ đối thủ sao? Đến nỗi thế lực phương diện cũng hoàn toàn không cần so đấu, trước không nói vị kia Long Vương, đế tinh nữ cần dựa vào nàng sao trời cự thú xuất xà, một chúng thiên kiêu thế lực vây công, đều không nhất định là kia sao trời cự thú đối thủ. Không chỉ là đế nữ, này một thế hệ đệ nhất danh cũng trực tiếp ra tới, hoàn toàn không thể so sánh, nghiền áp toàn phương diện nghiền áp. Trung quanh, đương mọi người nghe được hộ pháp nói sau, một đám trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc. Hộ pháp những lời này, đại biểu cho này một thế hệ đế nữ đã định rồi xuống dưới. Nhưng mà mọi người cũng minh bạch, như thế thực lực còn không phải đế nữ. Này một thế hệ đệ nhất nhân đều không chút nào khoa trương. Gần dựa vào kia chiến sủng sao trời cự thú, ở đế đình trong lịch sử, phỏng chừng cũng là đệ nhất nhân. Khi Long Vương cùng đế tinh nữ rốt cuộc là cái gì quan hệ, sao trời cự thú A, như thế chiến sủng liền đưa cho đế tinh nữ. Này sao trời cự thú xuất xa đỉnh kỳ giống như có thể trưởng thành đến thần vương đỉnh đi. Đây chính là hộ pháp cấp bậc khủng bố tồn tại. Thực mau, một ít người nhìn về phía xem lễ cầu thang thượng vương tiên, một đám ánh mắt lập lòe, tràn ngập chấn động. Này chờ sao trời cự thú chiến sủng đều có thể đủ đưa cho đế tinh nữ, này con mẹ nó thân cha đều không bỏ được. Có thể là cha nuôi. Một ít thanh niên tâm tư lung lay nghĩ. T này căn bản vô pháp so. Quảng trường trung, đế tố trang đế hồn ca bọn họ ngốc ngốc nhìn nhìn, trên mặt tràn ngập vô lực. Không phải một cái cấp bậc tồn tại. Đế thanh sơn sắc mặt có chút khó coi, đứng ở nơi đó âm tình bất định. May mắn nàng không biết chính mình lúc trước nhầm vào quá nàng. Lúc này, đế thanh sơn trong lòng hơi hơi có chút may mắn. Đại ca, đây là ngươi ngươi. Một chúng đế tử đế nữ nơi đó, đế hạo phương ngốc ngốc nhìn quảng trường trung kia lóng lánh nữ tử, há miệng thở dốc, hướng tới một bên đại ca nói, đế hạo tùng thân hình rung nhẹ nhẹ, sắc mặt dị thường nan kham. Đây là chính mình nữ nhi, vừa rồi không nhận hắn cái này phụ thân nữ nhi. Sao trời cự thú súc xa hắn hiểu biết một ít, có thể trưởng thành đến thần vương đỉnh chi cảnh. Loại này tồn tại, chỉ cần không trúng đồ ngã xuống, chính là thần vương đỉnh tồn tại. Chính hắn, thậm chí cũng không dám khẳng định, chính mình có thể trở thành thần vương đỉnh cường giả. Hảo, đế nữ vì đế tinh nữ, này một thế hệ đệ tử đại bỉ đệ nhất cũng vì đế tinh nữ, kế tiếp so đấu nha đầu không cần tham gia, ở một bên quan kháng liền có thể. Kế tiếp, tuyển chọn đế tử, tiến hành xếp hạng. Lúc này, già nu hộ pháp đầy mặt mỉm cười tuyên bố nói. Đế hồn ca, đế tố trang một đám người không có chút nào dị nghị. Đế tinh nữ giờ phút này trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vui vẻ tươi cười, nàng đem xúc xà thu hồi, bay thẳng đến chính mình mẫu thân, vương tiên bên này bay qua tới. Mẹ, ta trở thành đế nữ. Đế tinh nữ trực tiếp ôm chính mình mẫu thân, có chút kích động mà nói. Hảo hảo, tinh nữ làm tốt lắm phụ nhân trong mắt phím lệ quang, vui vẻ vỗ nàng phía sau lưng. Tinh nữ, ngươi phải hảo hảo cảm ơn Long Vương, cảm ơn Vương Tiên Công Tử. Phụ nhân nhìn chính mình nữ nhi khuôn mặt, dặn dò nói. Ta biết. Đế tinh nữ gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía một bên Vương Tiên. Vương Tiên hơi hơi ngẩn ngẩn đầu, một bộ nhìn xuống bộ dáng. Đế tinh nữ nhìn đến hắn bộ dáng này, nhìn không được nở nụ cười. Ta trở thành đế nữ lúc sau có được không nhỏ quyền lợi, hơn nữa ta bày ra ra tới thực lực, sẽ đã chịu đế đình coi trọng, ngươi ở đế đình đãi mấy ngày, ta hảo hảo khoản đãi một chút đại ân nhân. Đế tinh nữ hướng tới vương tiên nhỏ giọng nói. Lúc này đây liền tính, ác ma đảo nhỏ bên kia còn có một chút sự tình muốn xử lý, ngươi trở thành đế nữ không phải muốn đi vào bí cảnh sao, có thời gian ngươi tới long cung cảm tạ đi. Vương tiên cười cười. Kế tiếp, vương tiên bọn họ liền hoàn toàn coi như người xem, xem nổi lên còn lại 19 danh đệ tử so đấu. Trải qua mấy cái giờ so đấu, đế tử tuyển chọn ra tới, đế hồn ca, có được một con thần chủ đỉnh chiến sủng, tự thân ở dây mây bao trùng dưới thực lực đồng dạng có thể so với thần chủ đỉnh. Hơn nữa đế hồn ca thế lực cũng tương đối cường, tổng hợp suy xét dưới, đế hồn ca vì này một thế hệ đế tử. Đồng dạng, hắn cũng là này một thế hệ đệ nhị danh. Nếu như không phải đế tinh nữ cường đại vô cùng thiên phú cùng với kia khủng bố sao trời cự thú chiến sủng, đế hồn ca tuyệt đối là này một thế hệ nhất lóng lánh tồn tại. Đáng tiếc có đế tinh nữ, thiên tư thực lực đều bất phàm đế hồn ca có vẻ có chút thường thường. Đế tử đế nữ, sẽ ở đế đình cung điện phân phối một chỗ cư trú thiên điện, nhưng dẫn dắt ba gã thân nhân tiến vào cư trú. Ngày mai, trước trăm tên đệ tử tiến vào công đức cửa hàng, tiền mười danh đệ tử đem tiến vào bí cảnh trung tiến hành một tháng tu luyện. Vực sâu tiến đến, chiến sự đem khải, một tháng sau các ngươi này đó đệ tử đều phải thượng vực sâu chiến trường, một là rèn luyện, nhị là tích lũy công huân, đến lúc đó các ngươi thế lực cũng muốn đi theo các ngươi tiến vào vực sâu chiến trường. Xếp hạng sau khi chấm dứt, một chúng đệ tử đứng ở quảng trường trung, và nu hộ pháp đầy mặt túc mục nói. Xem ra lúc này đây vực sâu, thế nhưng uy hiếp tới rồi toàn bộ đế đình, liền đế đình đệ tử đều phải xuất chiến. Vương Tiên nghe được già nu hộ pháp nói, trong mắt lập lòe ánh sáng. Có thể lan đến gần đế đình chiến tranh, khi nói vậy vực sâu nội có hư không thần đế cấp bậc tồn tại, bằng không, đế tinh nữ này đó đệ tử không nên bị phái đến chiến trường chung Hảo, ngày mai các đệ tử đi trước công đức cửa hàng. Già nu hộ pháp tuyên bố kết thúc, một chúng đệ tử lập tức tản ra. Mẹ, Vương Tiên. Đế tinh nữ đầy mặt vui vẻ bay qua tới chúc mừng tinh nữ đế nữ, thật sự là có một không hai đương đại. Ha ha, may mắn không có cùng tinh nữ đế nữ sinh ở cùng đại, nếu không liền phải bị trấn áp, chúc mừng. Bất quá, không chờ vương tiên bọn họ cùng đế tinh nữ nhiều hơn nói chuyện với nhau, liền có không ít người hướng tới đế tinh nữ bay qua tới. Đế tinh nữ nhìn đến một đám người hướng tới chính mình chúc mừng, hơi hơi sửng sốt, trên mặt lộ ra tươi cười, lập tức đáp lại nói. Nàng tuổi ở đế đình nội thuộc về vãn bối, đối với một ít trưởng bối chúc mừng, nàng còn không dám phô trương. Hơn nữa, tiến đến chúc mừng kết giao còn có không ít trước kia đế tử đế nữ, nàng cũng không dám không đáp lại. Chẳng sợ nàng tìm lực rất lớn rất lớn. Vương tiên nhìn nhìn, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đế tinh nữ sự tình là giải quyết, hắn cũng nên đi trở về. Từ đế đình bên này hắn cũng được đến một cái tín hiệu, một hồi đại chiến khả năng muốn bạo phát. Mà Long Cung cũng muốn mau chóng tăng lên, tại đây tràn đại chiến trung, hoàn thành lột xác. Tấu chương xong. Chương 2663, Long Cung thực lực tăng lên này một chuyến nhưng thật ra phi thường thuận lợi, không biết ác ma đảo nhỏ bên kia tình huống như thế nào. Cùng đế tinh nữ mẫu thân nói thẳng một tiếng lúc sau, vương tiên cũng không có ở đế đình bên này ở lâu, bay thẳng đến ác ma đảo nhỏ phương hướng bay đi. Thông qua phi hành trung chuyển mười mấy giờ lúc sau, vương tiên bọn họ đi vào mời nguyệt tinh cầu sư phó, ta về trước bắc xuyên tông. bắc xương hướng tới vương tiên nói một tiếng, hướng tới bắc xuyên tông tinh cầu bay đi. mà vương tiên lập tức hướng tới bắc tuyến bên cạnh long cung nơi viên tinh cầu kia bay đi. Di. Đương Vương Tiên đi vào Long Cung nơi tinh cầu phía trước khi, nhìn đến ở một bên Long Phong trước có mấy trăm người huyền phù ở chung quanh. Hắn hơi hơi nhướng nhướng mày, lập tức bay qua đi. Ân. Long Vương tới. Long Vương lại đây, đi một chút, chúng ta đi cảm tạ Long Vương. Long Phong bên, mấy trăm người chú ý tới bay qua tới Vương Tiên, lập tức đón nhận đi. Đây là. Cổ thần triều. Vương Tiên nhìn về phía bọn họ phục sức, hơi hơi nhướng nhướng mày. Hắn ánh mắt đảo qua, hai trăm nhiều người, trong đó còn có hai gã bất hủ thần vương bác giai cường giả bái kiến long vương rốt cuộc nhìn thấy long vương không lâu trước đây một trận chiến đa tạ long cung ra tay tương trợ chúng ta cổ thần triều vạn phần cảm tạ một đám người bay qua tới lập tức hướng tới vương tiên cảm tạ nói nga ta này đi ra ngoài mấy ngày ác ma đảo nhỏ phát sinh sự tình cũng không biết được vương tiên nhướng nhướng mày ánh mắt nhìn về phía long phong trước long cung vài tên văn thần long vương ở ngày rời khỏi sau chúng ta long cung một chúng cường giả cũng trở lại long cung tăng lên thực lực ác ma đảo nhỏ bên này lại bạo phát một lần chiến tranh lúc này đây chiến tranh quy mô đảo không phải rất lớn bất quá cổ thần triều vận khí không hảo tao ngộ tới rồi sáu chỉ bất hủ thần vương bác giai vực sâu loại bọn họ hướng chúng ta cầu cứu quy thừa tướng phái long cung hỏa chủ y nhất tộc bọn họ khống chế long phong phái một chúng cường giả giúp bọn hắn bảo vệ cho lúc này đây nguy cơ một người văn thần lập tức đi tới hướng tới vương tiên nhỏ giọng nói lúc này đây ít nhiều long cung ra tay nếu không chúng ta cổ thần triều tổn thất có thể to lắm, ngày sau Long Vương có phân phó, chúng ta cổ thần triều cũng sẽ không chối từ. Bên cạnh, một người cổ thần triều lão tổ đầy mặt mỉm cười hướng tới Vương Tiên nói, cung kính cung tay. Ha ha, đều là việc nhỏ thôi, ta mới từ bên ngoài trở về, một chút sự tình còn không có xử lý, đãi này chiến tranh sau khi chấm dứt, chúng ta lại tụ tụ. Vương Tiên nghe được hắn nói, không thèm để ý lắc lắc đầu. Hảo hảo, chúng ta đây liền không quấy rầy Long Vương, vực sâu chi chiến lúc sau, chúng ta cổ thần triều ở hảo hảo cảm tạ long cung chư vị. Cổ thần triều một đám người gật gật đầu. Vương tiên cười cười, lập tức hướng tới một bên tinh cầu long cung nội bay đi. Long cung thật đúng là trượng nghĩa A, giúp chúng ta như thế đại ân, kia long vương không hề có để ở trong lòng. Đúng vậy, lúc này đây vực sâu chi chiến may mắn có long cung cái này thế lực xuất hiện, kia long vương thật là tiêu sái đại khí, về sau chúng ta cổ thần triều đệ tử gặp được long cung người, tôn kính một ít. Cổ thần triều một đám người nhìn đến vương tiên liền như vậy rời đi, hơi hơi cảm thán long cung lúc này đây bọn họ chính là giúp cực đại mà vội tuy rằng cổ thần triều cũng cho bọn họ cũng đủ nhiều vực sâu loại thi thể nhưng là ân tình này cổ thần triều vẫn là thiếu hạ ông quy thừa tướng ở ta rời đi trong khoảng thời gian này lại đã xảy ra một lần chiến tranh chủ long cung nội vương tiên trở lại lúc sau nháy mắt đi vào hóa rồng trì vị trí một bên quy thừa tướng đứng ở nơi đó long vương long vương ở ngày rời đi ngày thứ tư đột nhiên bạo phát một hồi chiến tranh cổ thần triều nơi đó gặp phiền toái bọn họ cho chúng ta một ít vực sâu loại thi thể, ta phái người khống chế Long Phong qua đi giúp bọn hắn ngăn cản một chút. Bất quá bởi vì thiên trận cùng đại bộ phận thành viên đều ở tăng lên thực lực, cho nên cũng không có thể săn giết bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại. Quy thừa tướng mở miệng nói. Ân, ác ma đảo nhỏ bên này tình thế như thế nào? Vương tiên mở miệng hỏi. Trước mắt còn không có tình huống như thế nào, bất quá thượng nguyệt đại giáo nơi đó, lại nhiều ra một con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, tương lai tình thế có chút không tốt thượng nguyệt đại giáo thực lực ở mấy cái đại giáo trung cũng không phải cao cấp nhất không có bất hủ thần vương đỉnh cường giả tọa trấn căn cứ chúng ta được đến tin tức thượng nguyệt đại giáo hẳn là có bốn gã thần vương cửu giai cường giả quy thừa tướng nói bốn gã sao ngươi đem ngao yêu mưu trạch sâm hô qua tới vương tiên hơi hơi nhướng nhướng mày hướng tới hắn mệnh lệnh nói là long vương quy thừa tướng gật gật đầu lập tức hướng tới phía sau bay đi vương tiên đứng ở hóa trồng trì trước nhìn bên trong một chúng long cung cường giả bên trong ngao phượng hoàng ngao kiếm ngao tề thiên ngao kỳ bọn họ đều ở bên trong tăng lên trung ương vị trí là hình thể kỳ quái vô cùng thiên trận thiên trận ở hướng về bất hủ thần vương cửu giai đột phá mà ngao phượng hoàng ngao kiếm bọn họ còn lại là đang ở đột phá bất hủ thần vương bát giai lúc này đây lúc sau long cung có thể gia tăng một người bất hủ thần vương cửu giai sức chiến đấu tám gã bất hủ thần vương bát giai sức chiến đấu bất quá vương tiên bàn tay vừa động trong tay xuất hiện một đám nhẫn không gian ở nhẫn không gian nội có đại lượng tài nguyên. Này đó tài nguyên có thể lệnh Long cung gia tăng bốn gã bất hủ thần vương cửu giai sức chiến đấu. Vương Tiên trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, hắn chuẩn bị tăng lên Ngao Yêu, Mưu Trạch Sâm, Ngao Tinh một cùng Ngao Phượng Hoàng bốn người. Tăng lên lúc sau, Long cung thực lực đem có được sáu gã bất hủ thần vương cửu giai chiến lực cường giả. Nếu như Thượng Nguyệt đại giáo như quy thừa tướng lời nói thực lực, kia Thượng Nguyệt đều không phải bọn họ Long cung đối thủ. Long Vương, thực mau, Ngao Yêu cùng Mưu Trạch Sâm hai người đuổi lại đây trước đem các ngươi hai người thực lực tăng lên. Vương Tiên nhìn bọn họ, trực tiếp mở miệng nói. Ân. Hai người đã có được bất hủ thần vương bác giai sức chiến đấu, cho nên lúc này đây tăng lên cũng không có bọn họ. Nghe được Vương Tiên nói, hơi hơi sửng sốt. Vận khí không tồi, lộng tới một ít tài nguyên, các ngươi ngồi xếp bằng ở chỗ này đi. Vương Tiên cười cười, trực tiếp đem đại lượng tài nguyên ngã vào trong miệng, nhanh chóng chuyển hóa vì long khí. Theo sau, Vương Tiên liền đem long khí truyền cho Ngao Yêu cùng Mưu Trạch Sâm hai người rầm rầm. Nửa giờ sau, Ngao Yêu cùng Mưu Trạch Sâm hai người thực lực thuận lợi được đến đột phá. Đột phá sau hai người, trên người uy thế càng thêm cuồn cuộn. Long Cung, Ngao Yêu Mưu Trạch Sâm bọn họ lại tăng lên, kế tiếp chúng ta có thể đạt được càng nhiều vực sâu loại thi thể. Quy Thừa Tướng ở một bên có chút hưng phấn mà nói. Trận này chiến tranh không biết muốn đánh bao lâu, đế định bên kia thực mau cũng muốn bùng nổ chiến tranh rồi, này đối với chúng ta Long Cung cũng là một hồi kỳ ngộ. Bất quá kỳ ngộ cùng nguy hiểm cùng tồn tại. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lập lòe nói. Hiện tại hắn liền hy vọng ác ma đảo nhỏ bên này chiến tranh có thể liên tục lâu một ít. Liên tục lâu, đại biểu cho Long Cung đạt được tài nguyên liền càng nhiều, Long Cung thực lực tăng lên liền càng nhanh. Nếu như ác ma đảo nhỏ bị công phá, khi phiền toái liền lớn. Hắn trong lòng vừa động, đi vào Long ỉ phía trước. Tấu chương xong. Chương 2664, Đại chiến bùng nổ thượng. Trảm tiên hồ lô. Vương tiên đi vào Long ỉ trước, nhìn tổ trên cây mặt bị bất tận một cùng niết lôi nhánh cây đều quấn quanh một cái hồ lô trong mắt lập loè ánh sáng cánh tay hắn vung lên trảm tiên hồ lô trực tiếp đi vào hắn trước người hai cái nắm tay lớn nhỏ trảm tiên hồ lô thoạt nhìn rất nhỏ ba con kiếm khí quay chung quanh ở nó chung quanh loại này bảo vật cùng lúc trước được đến đánh thần cành có chút tương tự là một loại đặc thù vũ khí bất quá hiển nhiên này trảm tiên hồ lô cấp bậc muốn so đánh thần cành cao hơn rất nhiều rất nhiều vương tiên trong miệng lẩm bẩm hắn bàn tay bắt lấy trảm tiên hồ lô toàn bộ hồ lô từ tổ trên cây thoát ly xuống dưới, hắn nhìn nhìn không có đắp lên hồ lô cái, đem chi đắp lên. Ở đắp lên trước trong nháy mắt, ba đạo kiếm khí lập tức tiến vào trảm tiên hồ lô nội. Vương Tiên hơi hơi cảm ứng, hắn phát hiện chỉ cần chính mình tâm niệm vừa động, mở ra trảm tiên hồ lô, ba đạo kiếm khí liền có thể bộc phát ra một cổ khủng bố công kích. Này công kích, có thể so sánh bất hủ thần vương đỉnh cường giả một kích. Ba đạo kiếm khí phóng thích lúc sau, trảm tiên hồ lô liền mất đi tác dụng, tiếp tục tích lũy. Lấy trước mắt tích lũy tốc độ, một tháng có thể tích lũy ba đạo kiếm khí, mà này trảm tiên hồ lô dường như có được linh trí, chẳng qua không biết loại nào nguyên nhân, bên trong linh hồn yên lặng xuống dưới, hiện tại đang ở sống lại. Sống lại lúc sau trảm tiên hồ lô không biết có được loại nào uy năng. Hắn trong miệng lẩm bẩm, đem trảm tiên hồ lô đặt ở tổ trên cây. Đặt ở tổ trên cây, hắn có thể tùy thời triệu hoán lại đây, cũng coi như là một kiện cường đại chí bảo. Lúc ấy, ngay cả đế đình trưởng lão đều muốn đem chi đấu giá xuống dưới. Kế tiếp 10 ngày, Ác ma đảo nhỏ nơi đó gió êm sóng lặng, cũng không có chiến tranh bùng nổ. Bất quá, ở vào bắc tuyến trung ương vị trí, Thượng Nguyệt Đại Giáo một đám người đầy mặt ngưng trọng đứng ở vực sâu phía trước. Bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, lại nhiều ra một con. Từ vừa mới bắt đầu hai chỉ, hiện giờ đạt tới bốn con. Áp lực đối với bắc tuyến càng lúc càng lớn. Còn lại một chúng thế lực cũng được đến tin tức này, một đám sắc mặt đều có chút ngưng trọng. Bắc tuyến bên này chiến tranh từ bắt đầu đến bây giờ, đã mau hai tháng hai tháng vài lần đại chiến chém giết, vực sâu loại bị chém giết vô số. Đồng dạng bắt tuyến nhân loại bên này, cũng tổn thất thảm thiết. ầm ầm ầm. Mà ở này 10 ngày nháy mắt, thiên trận bọn họ một đám người đột phá, rốt cuộc hoàn thành. Từng luồng cùng cuộn khí thế tràn ngập toàn bộ Long Cung, một người danh cường đại Long Cung thành viên sắp hàng một loạt. Long cung hiện giờ có được hơn 40 vạn thành viên, trong đó bất hủ vương cấp bậc đã gần tam vạn danh. Phía trước nhất, trừ bỏ thiên trận ở ngoài, Ngao Yêu, Mưu Trạch Sâm, Ngao Tinh Mục, Ngao Phượng Hoàng, bọn họ bốn người cũng có được bất hủ thần vương cửu giai sức chiến đấu. Đến nỗi bác giai sức chiến đấu thành viên, tổng cộng có 11 danh, thất giai liền nhiều, ước chừng có 70 nhiều danh. Như thế thực lực, đủ để ứng đối kế tiếp hết thảy. Vương Tiên trên mặt lộ ra mỉm cười, đối với Long Cung hiện giờ thực lực phi thường vừa lòng. Thiên trận, ngươi dẫn người tiếp tục tăng lên Long Phong thực lực, còn lại Long Cung thành viên ở chỗ này chờ đợi mệnh lệnh có thể. Vương Tiên mở miệng mệnh lệnh nói. Là Long Vương. Một chúng Long Cung đệ tử lập tức đáp. Long Phong nội có được một viên thần vương đỉnh thần thụ, cho nên dựa theo thiên trận lời nói, Long Phong làm chiến tranh khí giới cực hạn là bất hủ thần vương đỉnh. Như thế, đối với Long cung tới nói cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Long Vương, Thượng Nguyệt phát tới thư mời, nói muốn mời chúng ta Long cung cường giả đi trước mời Nguyệt Tinh cầu thương nghị sự tình. Đường Long cung một chúng thành viên tan đi thời điểm, quy thừa tướng đi tới hội báo nói. Mời chúng ta Long cung đi thương nghị sự tình. Vương Tiên nhướng nhướng mày. Là hiện tại thượng nguyệt bên kia phụ cận tụ tập bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại thượng nguyệt cũng cảm ứng được một ít áp lực lúc này đây thương nghị hẳn là kế tiếp chiến tranh sự tình quy thừa tướng nói đi chúng ta qua đi nhìn xem vương tiên trầm ngâm một chút gật gật đầu hắn cũng muốn hiểu biết một chút bắt tuyến kế tiếp kế hoạch là cái gì trở lại ác ma đảo nhỏ vị trí thiên trận dẫn theo hỏa chủ y nhất tộc đối với long phong lại tiến hành tăng lên thiên trận cùng với hỏa chủ y nhất tộc một đám người tăng lên lúc sau nếu không bao lâu này Long Phong liền có thể chém giết bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại. Vương Tiên Tắc mang theo Quy Thừa Tướng lập tức hướng tới Mời Nguyệt Tinh Cầu bay đi. Long Vương, bên trong thỉnh. Đương Vương Tiên bọn họ đã đến Mời Nguyệt Tinh Cầu thời điểm, Thượng Nguyệt hai gã thần vương cường giả chào đón, ý bảo nói. Ân. Vương Tiên gật gật đầu, hướng tới phía dưới một cái cung điện nội bay đi. Long Vương tới. Long Vương. Sư Phó. Đương Vương Tiên tiến vào một cái trong đại điện thời điểm, bên trong đã có mấy trăm người long mãn tập đoàn bắc xuyên tông cổ thần triều cùng với thượng nguyệt đại giáo mặt khác còn có một ít mặt khác tiểu thế lực cường giả một chúng thế lực cường giả nhìn đến vương tiên đã đến lập tức nhiệt tình nhìn đến bắc sương cũng trực tiếp đã đi tới ân vương tiên hướng tới một đám người gật gật đầu long vương ngồi đi trung ương vị trí mười mấy người ngồi ở chỗ kia tất cả đều là một đám thế lực thủ lĩnh cầm đầu một người lão giả nhìn về phía vương tiên hướng tới hắn ý bảo một chút ân vương tiên gật đầu ngồi qua đi quy thừa tướng cùng bắc sương đứng ở hai bên long vương đã tới rồi chúng ta đây liền nói một chút hiện giờ ác ma đảo nhỏ tình thế cùng tình huống cầm đầu thượng nguyệt đại giáo cường giả ánh mắt đảo qua chung quanh hơi hơi có chút ngưng trọng nói hắn nói âm vừa ra cũng lệnh chung quanh một đám người lộ ra ngưng trọng thần sắc kế tiếp chiến tuyến chúng ta không thể đủ như thế như vậy rải rác hiện giờ tình thế đại gia cũng rõ ràng lần này đem đại gia triệu tập lại đây là trao đổi kế tiếp chiến tranh chúng ta thượng nguyệt có một cái ý kiến tụ hợp sở hữu lực lượng, thống nhất tác chiến. Thượng Nguyệt Đại Giáo cầm đầu lão giả trực tiếp mở miệng nói. Còn lại một chúng thế lực cường giả trên mặt lộ ra trầm tư chi sắc. Thượng Nguyệt trưởng giáo, ngài ý kiến chúng ta đồng ý, nhưng là chúng ta hy vọng có thể các thế lực lớn quân đoàn pha ở bên nhau tiến hành thống nhất điều khiển, chiến đấu. Một đám người trầm ngâm một chút, bác xuyên tông chủ mở miệng nói. Đem sở hữu quân đoàn toàn bộ tụ tập ở bên nhau, nhưng mà lại phân tán mở ra, này cũng phòng ngừa Thượng Nguyệt Đại Giáo nói từ bỏ mổ một cái khu vực, cũng hoặc là mệnh lệnh thế lực khác đệ tử tới dùng mệnh trấn thủ chính mình khu vực. Này tự nhiên có thể, nếu liên hợp, chúng ta đây chính là một cái chỉnh thể, bắt tuyến chính là một cái chỉnh thể, cộng đồng tiến thối. Chẳng sợ nói chỗ nào đó thật muốn hy sinh một ít, cũng từ sở hữu thế lực gánh vác khởi tổn thất. Thượng Nguyệt trưởng giáo gật gật đầu. Vậy có thể, chúng ta cũng tưởng bảo vệ cho chính mình gia viên. Bắc Xuyên Tông chủ gật gật đầu, nhìn nhìn thế lực khác. Tán đồng. Tán đồng. Long mãn tập đoàn của thần triều nơi đó cũng là gật gật đầu. Thượng Nguyệt trưởng giáo mỉm cười gật gật đầu, đột nhiên đem ánh mắt đặt ở vương tiên trên người. Long vương, các ngươi cũng đem Long phong lực lượng phái lại đây, có không? Tấu chương xong. Chương 2665, đại chiến bùng nổ hạ. Ân. Lên làm Nguyệt trưởng giáo nói âm vừa ra sau, vương tiên hơi hơi sửng sốt. Chung quanh, còn lại một chúng thế lực cũng là hơi hơi nhíu mày, ánh mắt lập lòe xem qua đi. Làm Long cung phái Long Phong cũng lại đây trấn thủ Bắc Tuyến này một đạo phòng tuyến. Long cung ở phía trước vài lần trong chiến tranh cũng đạt được không ít vực sâu loại kết tinh, cũng thu hoạch không ít tài nguyên đi. Thậm chí Long Mãn tập đoàn đều tặng Long cung 10% tài nguyên, Long cung cũng liền cùng nhau gia nhập vào đi. Thượng Nguyệt trưởng giáo nói âm rơi xuống, một bên vị trí, một người Thượng Nguyệt trưởng lão mở miệng nhàn nhạt nói: "Làm chúng ta Long cung phái người cùng các ngươi cùng nhau trấn thủ. Xin lỗi, chúng ta Long cung không phải ác ma đảo nhỏ bên này thế lực." bắc tuyến cũng không phải chúng ta địa bàn vương tiên ánh mắt nhìn về phía thượng nguyệt đại giáo mấy người trực tiếp lắc lắc đầu cự tuyệt nói nói giỡn vương tiên không có khả năng làm long cung hoàn toàn lâm vào trận này chiến tranh bắc tuyến không có long cung tinh cầu hắn sao có thể thề sống chết thủ tại chỗ này long vương các ngươi ở chỗ này đạt được nhiều như vậy vượt sâu loại kết tinh hiện tại xem nguy hiểm tiến đến liền phải lập tức đào tẩu sao thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy bất quá đương vương tiên nói âm vừa ra bên phải vị trí nguyệt tinh quang sắc mặt có chút lạnh băng quát lớn nói từ thượng một lần giao lưu hội thượng cổ trì ánh trăng loan bị long vương cướp đi hơn nữa hắn còn bị băng sương nữ thần trực tiếp quát lớn làm hắn thể diện đại thất này ân oán hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng long vương rốt cuộc không phải chúng ta bắt tuyến thế lực không có trách nhiệm cùng nghĩa vụ giúp chúng ta trấn thủ nơi này long mãn tập đoàn một người người cầm quyền nhìn nhìn nguyệt tinh quang chần chờ một chút mở miệng nói xác thật như thế long vương có thể ra tay hỗ trợ chúng ta đã phi thường cảm tạ cho dù là chúng ta gặp phải rất lớn nguy cơ, nhưng chúng ta cũng không thể mạnh mẽ đem người khác kéo xuống nước, huống chi Long cung trợ giúp quá chúng ta. Long cung tình huống, Long Vương chính bọn họ quyết định đi, Long cung có thể ra tay, chúng ta đã thực cảm kích. Long Mãn tập đoàn bọn họ nói âm vừa ra, bên cạnh Bắc Xuyên Tông cùng cổ thần Triều Cường giả cũng lập tức mở miệng nói. Bọn họ ba cái thế lực, có thể nói đều thiếu Long cung một cái rất lớn nhân tình. Lúc này, tự nhiên muốn mở miệng giúp Long cung nói chuyện. Nếu lúc này lại không mở miệng nói kia bọn họ quả thực chính là Bạch Nhãn Lan. Ân. Ừ. Nguyệt Tinh Quang nhìn đến một chúng cường giả mở miệng nói chuyện, sắc mặt khẽ biến, không dám ở chen vào nói. Phía trước vị trí, Thượng Nguyệt trưởng giáo hơi hơi nhíu mày, hắn ánh mắt nhìn nhìn Long Mãn tập đoàn Bắc Xuyên Tông cùng cổ thần triều bọn họ. Nếu chư vị mấy cái thế lực đều nói như vậy, kia kế tiếp Long cung tự do quyết định đi. Thượng Nguyệt trưởng giáo mặt vô biểu tình mở miệng nói. Trước đó nói ở phía trước, nếu như Bắc Tuyến thật sự trấn thủ không được, cũng hoặc là yêu cầu liều chết ẩu đã nói, không cần đem chúng ta long cung suy xét đi vào. Kế tiếp chúng ta như cũ sẽ ra tay, nhưng là không thể kháng cự dưới tình huống chúng ta sẽ lập tức rời đi. Vương Tiên nhìn về phía bọn họ, trực tiếp mở miệng nói. Một khi thật sự gặp được nguy cơ, Vương Tiên sẽ không có chút nào do dự, sẽ trực tiếp rời đi nơi này, rời xa nguy hiểm. "Hảo." Thượng Nguyệt trưởng giáo hơi hơi nhíu nhíu mày, gật gật đầu. Bên cạnh, một ít Thượng Nguyệt cường giả hơi hơi có chút bất mãn. "Kế tiếp, chúng ta thương nghị một chút quân đội tổ hợp sự tình đi." thượng nguyệt trưởng giáo mở miệng nói kế tiếp liền thương nghị một chút liên hợp chiến đấu sự tình một chúng thế lực quân đoàn đệ tử tham ở bên nhau phân biệt phụ trách trấn thủ một đám chiến tuyến hơn nữa một chúng thế lực thành lập một cái chi viện quân đoàn bên kia vượt sâu loại thực lực cường vượt qua chống cự phạm vi liền trực tiếp phái người đi chi viện một chúng thế lực nói chuyện với nhau một giờ tả hữu long vương vượt sâu chi chiến lúc sau chúng ta lại hảo hảo cảm tạ các ngươi một đám người nói xong lúc sau vương tiên bọn họ từ mời nguyệt tinh cầu bay ra long mãn tập đoàn bắc xuyên tông cổ thần triều một chúng cường giả khách khí hướng tới vương tiên nói hảo vương tiên hướng tới bọn họ gật gật đầu theo sau hướng tới long phong bay đi trưởng giáo này long cung rõ ràng chính là nhân cơ hội kiếm lấy vực sâu loại kết tinh không nghĩ gánh vác bất luận cái gì nguy hiểm quả thực quá đê tiện giảo hoạt thượng nguyệt đại giáo cung điện nội một người trưởng lão nhìn đến một chúng thế lực rời đi nhìn không được mở miệng nói là nha trưởng giáo hơn nữa kia băng sương nữ thần cũng chút nào không cho chúng ta thượng nguyệt mặt mũi, hiện tại. Hảo. Nguyệt tinh quang mở miệng nói chuyện, bất quá hắn nói không có bị nói xong liền bị thượng nguyệt trưởng giáo trực tiếp đánh gãy. Còn lại người lập tức nhắm lại miệng, không dám tiếp tục nghị luận. Khi Long Vương không muốn, Bắc xuyên tông, Long mãn tập đoàn, của thần triều thiếu Long cung nhân tình, chúng ta cũng không có khả năng cưỡng cầu, chẳng sợ chúng ta biết đối phương là vì vực sâu loại kết tinh, nhưng có kia Long cung, đối với chúng ta bên này vẫn là có thể giảm bớt rất lớn tổn thất không cần phải lệnh long cung nang tham ta đối phương trực tiếp rời đi chúng ta cũng lấy chi không có cách nào thượng nguyệt trưởng giáo nhàn nhạt phất phất tay chuẩn bị liên hợp sự tình đi là thượng nguyệt đại giáo một chúng cường giả gật gật đầu đối với long cung trừ bảo nguyệt tinh quang một người trưởng lão cùng với cá biệt một ít thần vương bất mãn ở ngoài đại bộ phận cường giả đều không có quá lớn ý kiến chính như trưởng giáo lời nói không thể cưỡng cầu long vương thế nào long phong bao lâu có thể cải tạo hoàn thành Cùng lúc đó, Vương Tiên đuổi tới Long Phong nội, đầy mặt mỉm cười hướng tới Thiên Trận hỏi. Long Phong tuy rằng có cơ sở ở, nhưng như cũng muốn bảy tám thiên thời gian. Thiên Trận hồi phục nói. Bảy tám thiên, thời gian hẳn là tới kịp. Vương Tiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn phía phía trước vực sâu vị trí. Vực sâu nội, thường thường truyền đến từng tiếng rít gào, vô số vực sâu loại tụ tập. Dựa theo vực sâu loại tụ tập tốc độ, nhiều nhất 10 ngày, khả năng liền phải bùng nổ chiến tranh rồi. Mấy ngày kế tiếp, toàn bộ bắt tuyến tiến hành rồi một cái chỉnh hợp tương so với trước kia thời điểm càng thêm hợp lý phân phối một đám quân đoàn trấn thủ từng viên tinh cầu phía trước hơn nữa vì mau chóng chi viện ở phía trước vị trí bắt tuyến chuyên môn thiết trí một cái dùng để chiến tranh truyền tống trận pháp có thể kịp thời làm được chi viện có thể nói như vậy bắt tuyến liên hợp có thể làm bọn hắn tổn thất ít nhất giảm bớt gấp đôi long cung tự nhiên không có tham dự tiến vào vương tiên mấy ngày nay vẫn luôn ngốc tại long phong thượng cũng học tập một chút thiên trận một ít trận pháp sư phó ngày mai buổi sáng bắt tuyến chuẩn bị liên hợp khởi xướng công kích ở ngày thứ 8 buổi chiều thời điểm vương tiên thu được bắt sương phát lại đây một cái tin tức muốn bạo phát sao vương tiên trong miệng lẩm bẩm đầy mặt mỉm cười nhìn phía trước long phong ở mấy cái giờ phía trước cũng đã toàn bộ cải tạo hảo cải tạo lúc sau long phong uy lực tăng lên gấp 10 lần có thừa chuẩn bị một chút ngày mai muốn bắt đầu chiến đấu xem có thể hay không một đợt vì. vương tiên đầy mặt mỉm cười nói giỡn nói cốt long vương cũng làm cho cả bắc tuyến thế lực kiến thức kiến thức chúng ta thực lực thiên trận đầy mặt tự tin gật gật đầu vương tiên cười nhìn về phía long phong bên trong lúc này đây tăng lên chủ yếu tăng lên thiên nhãn mũi tên bộ cùng quỷ yêu thực lực tiếp theo tin một long chủng phía dưới mũi tên trên đài có thượng vạn danh bất hủ thần vương cấp bậc cung tiển thủ kế tiếp muốn bày ra chân chính thực lực cảm tạ hải ngoại quản lý tài sản quy hoạch ban minh chủ lại lần nữa đánh thưởng một vạn duyệt điểm cảm tạ huynh đệ cảm tạ thanh phong cô lan huynh đệ bảy nghìn nhiều duyệt điểm đánh thưởng cảm ơn duy trì cảm tạ sở hữu đánh thưởng các huynh đệ cũng cảm tạ chính bản đặt mua duy trì các huynh đệ cảm ơn duy trì sờ sờ đát tấu chương xong chương hai nghìn sáu trăm sáu mươi sáu long cung mới là cha một bắt tuyến sở hữu tướng sĩ chuẩn bị hôm sau sáng sớm một tiếng tràn ngập ý chí chiến đấu tiếng hô vang vọng bắt tuyến trên không ở vào bắt tuyến mấy ngàn viên tinh cầu phía trước vô số cường giả đệ tử xếp thành một loạt đứng ở nơi đó tứ đại thế lực, một cái đại giáo cấp bậc, còn lại tiểu thế lực mấy chục thượng trăm. Có thể nói, bắt tuyến bất hủ thần vương cấp bậc cường giả, có 10 vạn danh. Đến nỗi vực sâu nội vực sâu loại, chút nào không thể so nhân loại bên này kém. Thậm chí bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, đã đạt tới bốn con, cùng thượng dạng trăng so sánh. Mỗi một ngày, đều có mấy trăm thượng ngàn vạn vực sâu loại đi vào bên này, cho nên hôm nay, bắt tuyến một chúng thế lực quyết định, xuất kích. Sát. Ngay sau đó, trung trời tiếng hô truyền đến, cường đại vô cùng khí thế tràn ngập khắp hư không. Xuất phát. Ở vào bắc tuyến bên cạnh vị trí, Vương Tiên đứng ở Long Phong chỉ huy trên đài, ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước vị trí. Đây mới là đại chiến, chân chính thảm thiết vô cùng chủng tộc đại chiến. Mạng người như cỏ rác. Long Vương, căn cứ Bắc Sương cô nương truyền đến tin tức, mời Nguyệt Tinh cầu phía trước có bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, bát giai có 18 chỉ. Mời Nguyệt Tinh cầu nơi đó là chủ chiến tràng, mặt khác, Bắc xuyên Tông bên kia tổng cộng xuất hiện 20 chỉ bác giai vực sâu loại. Thiên Trận đứng ở một bên, hướng tới Vương Tiên hội báo nói. Bắc Sương truyền tống lại đây tin tức, cũng là Thượng Nguyệt đại giáo cố ý làm này truyền tới. Long cung ra tay, đối toàn bộ Bắc Tuyến đều có chỗ lợi. 20 chỉ bất hủ thần vương bác giai vực sâu loại sao? Chúng ta đây hoành đẩy qua đi. Vương Tiên trong mắt ánh mắt lập lòe, nói thẳng nói. Khoảng cách bọn họ gần nhất bên này, là Bắc Xuyên Tông cùng với còn lại một chúng tiểu thế lực trung tâm vị trí là thượng nguyệt đại giáo thượng nguyệt đại giáo xa hơn còn lại là long mãn tập đoàn cùng cổ thần triều lấy hiện giờ long cung thực lực có thể nhẹ nhàng hoành đẩy long vương gần dựa vào chúng ta long cung thực lực nói không chừng có thể giải quyết rớt bắt tuyến vực sâu bên này tai họa ngầm thiên trận đầy mặt mỉm cười nói còn thật có khả năng vương tiên cũng là trên mặt lộ ra tự tin thần sắc hiện giờ long cung tính thượng hắn tổng cộng sáu gã bất hủ thần vương cửu giai sức chiến đấu nhất quan trọng là thiên trận chế tạo long phong mượn dùng trận pháp lực lượng, có thể chém giết ba gã thần vương cửu giai tồn tại. Mượn dùng Long Phong lấy trận pháp có thể chống lại năm sáu danh cửu giai thần vương thực nhẹ nhàng. Nói cách khác, Long cung có thể đối kháng 10 tên tả hữu bất hữu thần vương cửu giai sức chiến đấu. Này thực lực, chỉ cần cấp Long cung cũng đủ nhiều thời giờ, đủ để tiêu diệt Bắc Tuyến vực sâu nội sở hữu vực sâu loại. Oanh. Long Phong khởi động, trực tiếp tiến vào phía trước vực sâu nội. Khoảng cách bọn họ bên này phía trước 1000 km tả hữu vị trí, chiến tranh đã bùng nổ chẳng sợ bên này ở vào nhất bên cạnh vị trí, phía trước như cũ có mười mấy bất hủ thần vương cấp bậc vực sâu loại cùng trăm vạn bình thường vực sâu loại cùng bắt tuyến quân đoàn chém giết ở bên nhau. Trong nháy mắt va chạm, liền có mấy ngàn cổ thi thể nhiều ra tới. Sở hữu thiên nhãn mũi tên bộ thành viên chuẩn bị. Sở hữu tên một long chuẩn chuẩn bị thu vực sâu loại thi thể. Mưa trạch sâm cùng ngao tinh một thanh âm vang lên, mũi tên trên đài, thiên nhãn mũi tên bộ thành viên đứng ở mặt trên, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Ân. Long cung long phong lại đây, bọn họ muốn giúp chúng ta bên này sao? Khổng Lồ Long Phong trực tiếp ở vực sâu loại nhanh chóng hình thức, trong nháy mắt liền khiến cho cùng vực sâu loại đối kháng quân đoàn lực chú ý. Hơn 10 người bất hủ thần vương cường giả ánh mắt nhìn qua, hơi hơi sửng sốt. Long cung chư vị, chúng ta bên này không cần hỗ trợ, chư vị có thể tiến vào trung ương khu vực, đối kháng càng cường đại hơn vực sâu loại. Một người thượng nguyệt đại giáo cường giả hơi hơi nhíu nhíu mày, lập tức mở miệng quát khẽ. Hắn nghe theo thượng nguyệt đại giáo một ít cường giả nói, Long cung sở dĩ nguyện ý ra tay chém giết vực sâu loại, là vì được đến vực sâu loại thi thể. Nguyên bản lúc này đây liên hợp muốn đem Long cung kéo vào tới, nhưng kia Long Vương không đồng ý. Long Vương thả ngôn hết thảy vì vực sâu loại, nếu như gặp được nguy hiểm, bọn họ sẽ lập tức đào tẩu. Này cũng lệnh thượng nguyệt một ít cường giả trong lòng có một chút bất mãn. Không muốn mạo nguy hiểm, còn muốn đạt được vực sâu loại kết tinh, tuy rằng là giúp bọn hắn, nhưng tóm lại có nhân tâm trung khó chịu. Bên này tình huống cũng không nguy hiểm cho bọn họ có thể chính mình ứng đối. Long cung có thể tiến vào vực sâu loại càng nhiều địa phương, ở bọn họ bên này săn giết một chút vực sâu loại, vì đạt được vực sâu loại thi thể, vậy có chút quá mức. Xạ kích. Mũi tên trên đài, mưa trạch sâm căn bản không có để ý tới đối phương nói. Chê cười, Long cung hành sự còn cần hướng bọn họ giải thích. Long cung chỉ cần ra tay, bắt tuyến nên cảm kích. Là. Một chúng vực sâu loại sớm đã tiến vào thiên nhãn mũi tên bộ thành viên công kích phạm vi. Ngay sau đó, mấy trăm vạn nói mũi tên trực tiếp trực tiếp tỏa định một người danh vực sâu loại ân thật nhiều mũi tên long cung công kích đương từng đạo mũi tên thanh âm vang lên thời điểm vực sâu chiến trường trung một đám người khiếp sợ xem qua đi từng đạo mũi tên xẹt qua vực sâu hư không phốc 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 giây tiếp theo phía trước tất cả mọi người ngốc cùng một chúng vực sâu loại đối kháng nhân loại bọn họ đối thủ từng con vực sâu loại nháy mắt bị mũi tên xuyên thủng ngay cả kia mười mấy chỉ bất hủ thần vương cấp bậc vực sâu loại cũng nháy mắt bị nháy mắt hạ gục. Ngay sau đó, này phiến không trung vực sâu loại rít gào hoàn toàn biến mất. Trấn thủ ở bên này tất cả mọi người ngốc. Vèo vèo vèo. Giây tiếp theo, Long Phong đã đi vào bọn họ bên này, từng cây bụi gai dò ra, trực tiếp đem từng khối thi thể thu hồi tới. Trăm vạn chỉ vực sâu loại, nháy mắt biến mất không thấy. Liền ở bọn họ ngây người trong chốc lát, Long Phong cũng cùng bọn họ kéo ra ngàn vạn km khoảng cách. Cùng ụt, vẫn luôn biết Long Cung rất mạnh, nhưng này cũng quá mảnh đi nháy mắt nháy mắt hạ gục trăm vạn vực sâu loại. T, đây là Long cung thực lực sao? Cách không được Long mãn tập đoàn cấp Long cung 10% cổ phần. Quá cường họa tàu, quá mảnh, khả năng Long cung gần là đi ngang qua chúng ta bên này, thuận tay đem chi trăm vạn vực sâu loại chém giết. Trấn thủ bên này đệ tử trừng lớn đôi mắt, nhìn không được quát. Này đi thôi, chúng ta bên này vực sâu loại đã bị chém giết, chúng ta đi địa phương khác chi viện. Hơn 10 người bất hủ thần vương há miệng thở dốc, mở miệng nói. Vừa rồi một giây đồng hồ, làm bọn hắn quá chấn động. Kỳ Long cung cung tiễn thủ, từng đạo mũi tên nháy mắt nháy mắt hạ gục sở hữu vực sâu loại. Này cung tiễn thủ, quá khủng bố. Đi, đi bên cạnh vị trí. Ở hơn 10 người bất hủ thần vương cường giả ra mệnh lệnh, một đám người lập tức hướng tới phía trước vị trí bay đi. Phía trước cũng có trăm vạn vực sâu loại. Nháy mắt nháy mắt hạ gục thượng ngàn vạn chỉ vực sâu loại, vương tiên bọn họ không có chút nào ngoài ý muốn. Rốt cuộc bên cạnh địa phương vực sâu loại thực lực muốn nhược một ít. Quan trọng nhất chính là, tam vạn năm nghìn nhiều danh thiên nhãn mũi tên bộ thành viên chính là có thượng vạn danh thần vương cấp bậc tồn tại nháy mắt hạ gục trăm vạn chỉ quá nhẹ nhàng tiếp tục nháy mắt hạ gục vương tiên nhàn nhạt nói lúc này đây ở khoảng cách bên này một viên tinh cầu năm ngàn vạn km khoảng cách thời điểm từng đạo mũi tên liền cắt qua vực sâu sao trời tấu chương xong chương hai nghìn sáu trăm sáu mươi bảy long cung mới là cha hai sát a bắc tuyến bên cạnh tinh cầu vực sâu chiến trường trước thượng trăm vạn danh bắt tuyến đệ tử cắn chặt răng đôi mắt huyết hồng cùng phía trước vực sâu loại chém giết. Lúc này đây ác ma đảo nhỏ nguy cơ, có thể nói là lan đến gần mọi người. Những cái đó nguyên bản ở vào hòa bình tinh cầu người nháy mắt bị đánh vỡ. Thượng chiến trường, chém giết, ai cũng tránh không được. Một ít nhát gan yếu đuối đệ tử đã ngã xuống, lưu lại đều là trải qua quá vài lần chiến tranh. Ngay cả như vậy, mỗi một lần chiến tranh đều là ở mũi đao thượng khởi vũ, ai cũng không biết chính mình có thể hay không sống sót. Chỉ cần toàn lực ứng phó chiến đấu, chỉ có biến cường mới có sinh tồn cơ hội. Từng tiếng rít cào truyền đến, bởi vì bắt Tuyến Liên Minh ở phân phối thượng, nhân loại lực lượng đều cường với vực sâu loại. Đảo cũng làm bọn hắn nhẹ nhàng một ít. Cho dù nhẹ nhàng, một hồi chiến tranh xuống dưới, 10 cái người bên trong cũng muốn chết một cái. Vèo vèo vèo. Bất quá ngay trong nháy mắt này, từng đạo phá không thanh âm đột nhiên truyền đến. Một ít người cùng vực sâu loại hơi kinh hãi, vội vàng hướng tới bên phải vị trí nhìn lại. Đây là mọi người nhìn đến kia đầy trời mưa tên hơi kinh hãi, một ít người trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc. Phốc phốc phốc. Nhưng mà thực mau, vài đạo tương đối nhanh chóng mũi tên, nháy mắt xuyên thấu từng con bất hủ thần vương cấp bậc vực sâu loại. Vài tên cùng bất hủ thần vương vực sâu loại đối kháng cường giả cảm giác sắc mặt một năng, từng dọc máu tươi dừng ở bọn họ trên mặt. Bọn họ ngốc ngốc nhìn phía trước. Ngao ngao. Mấy chỉ sinh mệnh lực tương đối ngoan cường vực sâu loại trước khi chết phát ra một đạo kêu thảm thiết thanh âm. Phốc 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 không dung bọn họ quá nhiều phản ứng, ở bọn họ trước người, từng con vực sâu loại bị mũi tên xuyên thủng. Vừa rồi còn hung ác vực sâu loại, ngay sau đó toàn bộ mất đi thanh âm. Âm âm âm. Lúc này, bọn họ nghe được nổ vang thanh âm. Rất xa, có thể nhìn đến một cái thần long chiếm cứ khổng lồ vô cùng ngọn núi hướng tới bên này bay qua tới. Mà ở trên ngọn núi, có long phong hai cái khổng lồ vô cùng chữ to. Là long phong, long cung bọn họ. Hảo cường, long cung bọn họ hảo cường. Kinh ngạc cảm thán, chấn động thanh âm liên miên không dứt vang lên, mọi người khiếp sợ tột đỉnh. Vèo vèo vèo. Thực mau Long Phong liền đi vào bọn họ cách đó không xa, từng cây bụi gai nháy mắt đem sở hữu vực sâu loại thi thể thổi quét đi. Long cung hảo cường, Long cung ngư bức. Ha ha ha, quá lợi hại, đa tại Long cung cường giả ra tay tương trợ. Một ít cường giả cùng đệ tử nhịn không được hưng phấn rít cao. Vương Tiên đứng ở chỉ huy trên đài, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Long Phong đối phó bên này vực sâu loại, căn bản không chậm trễ chút nào thời gian tương đương với đi ngang qua giẫm chết một ít con kiến đơn giản như vậy. Long Phong tiếp tục đi trước. Thực mau lại lần nữa đi vào một khác chỗ chiến trường, như cũ, nháy mắt hạ gục. Long Phong lấy thế không thể đỡ uy thế, đi tới. Hoành đẩy. Tình huống như thế nào, các ngươi bên này vực sâu loại cũng bị Long Cung rửa sạch. Một phút sau, nhanh chóng hướng tới bên này bay qua tới hơn 10 người bất hủ thần vương cường giả đi vào bên này, nhìn đến rỗng kết vực sâu. Một ít người đã về tới vực sâu bên ngoài, đầy mặt kinh ngạc mở miệng hỏi. Long cung đi ngang qua nơi này, trực tiếp quét ngang, Long cung cung tiễn thủ, vô địch. Một người cường giả đầy mặt vui sướng quá khứ nên đón mười mấy người, kích động mà nói. Úng ục, kia lấy Long cung thực lực, phỏng chừng có thể quét ngang bên cạnh sở hữu vực sâu loại, đi một chút, chúng ta đem tình huống nơi này hội báo cấp các đại nhân. Hơn mười người thần vương nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng mà hướng tới vực sâu ngoại bay đi. Long cung chỉ là đi ngang qua bọn họ nơi này thuận tiện quét ngang một ít vực sâu loại. Trống trống trống. Ở vào trung ương nhất vị trí, mời nguyệt tinh cầu phía trước trung trời tiếng gầm gừ âm không dứt bên tai tương so với bên cạnh vị trí nơi này chính là giảo thịt tràng rất kỳ quái khi bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại thế nhưng không có khởi xướng công kích mà là tỏa định chúng ta vực sâu nội thượng nguyệt đại giáo bốn gã bất hủ thần vương cửu giai cường giả đứng chung một chỗ bọn họ xa xa cùng bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại đối diện dường như ở kiềm chế hai bên cao cấp sức chiến đấu là có chút kỳ quái quá thực lực cường vực sâu loại trí tuệ tương so tới nói cao một ít, chúng nó khả năng biết cùng chúng ta chiến đấu, sẽ không có bất luận cái gì kết quả. Bốn người huyền phù ở trên hư không trung tập trung vào bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, phòng ngừa đối phương công kích. Trưởng giáo, lão tổ. Lúc này, phía sau bay tới một bóng hình, vội vàng hướng tới bốn người hô. Nói. Thượng Nguyệt trưởng giáo đầu cũng không chuyển phun ra một chữ. Trưởng giáo lão tổ, vực sâu bên cạnh nơi đó truyền đến tin tức, Long cung Long Phong đang từ bên cạnh vị trí hướng tới chúng ta cái này phương hướng bay qua tới, trên đường bọn họ đã nháy mắt nháy mắt hạ gục mười mấy chỗ chiến trường vực sâu loại, chết ở Long cung trong tay vực sâu loại đã đạt tới gần hai ngàn vạn cái. Chúng ta có mười mấy chỗ chiến trường tướng sĩ bị giải phóng ra tới. Thân ảnh hướng tới Thượng Nguyệt Đại giáo trưởng giáo bọn họ nói: "Ân." Nhanh như vậy liền rửa sạch mười mấy chỗ chiến trường. Một người lão tổ hơi hơi có chút kinh ngạc nói: "Là rất mạnh, cuối cùng một chỗ địa phương căn cứ trấn thủ ở nơi đó tướng sĩ hội báo." có 70 nhiều chỉ bất hủ thần vương cấp bậc vực sâu loại, còn lại vực sâu loại 200 vạn chỉ, nhưng là lại bị Long cung cung tuyển thủ nháy mắt nháy mắt hạ gục, 200 vạn chỉ nháy mắt nháy mắt hạ gục. Hội báo trung niên có chút chấn động nói, Long cung cung tuyển thủ sát thật cường đại vô cùng, bọn họ lúc này đây vận dụng lực lượng so trước vài lần hiếu thắng rất nhiều, này Long cung thật không đơn giản a. À. Nháy mắt nháy mắt hạ gục 70 nhiều chỉ vực sâu loại, 200 vạn bình thường vực sâu loại, Long cung lúc này đây không sai biệt lắm phái ra thượng vạn danh thần vương cấp bậc cường giả đi thượng nguyệt đại giáo vài tên lão tổ cũng là phi thường kinh ngạc long cung sở phái ra thực lực làm bọn hắn phi thường giật mình đem những cái đó địa phương tướng sĩ đều đến một cái khác địa phương chi viện thượng nguyệt trưởng giáo mở miệng nói là trưởng giáo hội báo trung niên gật gật đầu lập tức hướng tới vực sâu ngoại bay đi trống 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 nhưng mà đột nhiên từng tiếng trích gào từ phía trước vị trí truyền đến ân thượng nguyệt trưởng giáo bọn họ hơi kinh hãi lập tức hướng tới phía trước nhìn lại chúng nó đây là bốn người ánh mắt xem qua đi sắc mặt cả kinh ở vực sâu chỗ sâu trong vị trí bốn gã bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại giờ phút này xoay người khu ánh mắt ngược lại hướng tới vực sâu càng sâu chỗ nhìn lại bốn con vực sâu loại đồng thời phát ra một tiếng rít gào trống 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 cạc 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 ô ô mà nhiên lúc này từng tiếng lượt hiện tiểu nhân tiếng gầm gừ truyền đến này từng tiếng rít gào cũng không phải uy thế quá ít mà là khoảng cách nơi đây quá xa quá xa ít nhất có mấy chục tỷ km xa không xong. Không tốt, có cường đại vực sâu loại từ chỗ sâu trong lại đây. Giờ khắc này, Thượng Nguyệt trưởng giáo bọn họ sắc mặt biến đổi lớn, đầy mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm chỗ sâu trong. Có thể đáp lại bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại tồn tại, nhất định cũng là cùng cấp bậc. Chỗ sâu trong có cùng cấp bậc vực sâu loại hướng tới bên này bay qua tới. Bốn người, sắc mặt hơi hơi có chút nan kham. Tấu chương xong. Chương 2668, Long cung mới là cha ba. Đây là cái gì thanh âm? Này vài tiếng rít gào, là ở đáp lại kia bốn con bất hủ thần vương cửu giai tồn tại. Không tốt, ta có một loại dự cảm bất hảo. Mời Nguyệt Tinh cầu phía trước, vực sâu chiến trường trung, có cường giả nghe thế từng tiếng đáp lại, cũng là sắc mặt hơi đổi, có chút ngưng trọng hướng tới chỗ sâu trong nhìn lại. Sát. Không cần phân tâm, bất luận cái gì bất hủ thần vương cửu giai sức chiến đấu, đều từ chúng ta tới ngăn cản. Thượng Nguyệt đại giáo trưởng giáo đầy mặt lạnh băng quát. Là, trưởng giáo. Một chúng cường giả cùng đệ tử lập tức đáp, đối kháng trước người vực sâu loại. Ân. Nhưng mà cùng lúc đó, đương Long Phong sắp tới gần Bắc Xuyên Tông nơi địa bàn khi, đứng ở chỉ huy trên đài vương tiên cùng thiên trận hai người hơi hơi nhướng nhướng mày, ánh mắt hướng tới vực sâu chỗ sâu trong nhìn lại. Ông. Thiên trận bàn tay vừa động, một cái che kính điểm đỏ màn hình xuất hiện ở phía trước. Cùng trước kia màn hình bất đồng chính là, hiện tại màn hình thoạt nhìn muốn lớn hơn nhiều. Đây là. Vương tiên ánh mắt nhìn lại, trong mắt lập lòe ánh sáng. Hắn có thể nhìn đến, ở màn hình bên cạnh vị trí, có đại lượng điểm đỏ hướng tới bọn họ bên này phương hướng bay qua tới. Long Vương, có đại lượng vực sâu loại xông tới, phía trước bốn con đỏ như máu quan điểm, đều là bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại. Thiên trận hướng tới Vương Tiên hội báo nói. Còn lại cấp bậc đâu? Vương Tiên nhìn rậm rạp điểm đen, ánh mắt lập lè nói. Bác giai có một trăm nhiều chỉ, thất giai sáu trăm nhiều chỉ. Thiên trận ánh mắt lập lè, ba phút nội, nhóm người này vực sâu loại đại quân liền muốn đi vào chiến trường. Ba phút sau xem ra bắc tuyến muốn gặp được phiền toái. Vương Tiên trong miệng lẩm bẩm. Bất quá, này đó vượt sâu loại, còn ảnh hưởng không đến chúng ta, ngược lại có thể làm chúng ta được đến một cái thật lớn tăng lên. Thực mau, hắn khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Phía trước là bắc xuyên tông tinh cầu phạm vi, đã mau tới gần trung tâm khu vực. Tới rồi nơi này, liền có bất hủ thần vương bác giai vượt sâu loại. Thiên trận ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước, hướng tới Vương Tiên nói. Nhanh chóng chém giết. Vương Tiên ánh mắt nhìn chầm chầm phía trước vực sâu loại, lạnh lẽo nói. Là. Một chúng Long Cung thành viên lập tức đáp. Long Cung Long Phong tới, chúng ta bên này vực sâu loại phải bị tiêu diệt. Ha ha ha, Long Vương dẫn người tới, sở hữu bất hủ thần vương cường giả, hiệp trợ Long Cung chém giết vực sâu loại. Đương khổng lồ Long Phong chạy như bay mà đến thời điểm, bắt xuyên tông lĩnh vực phía trước một chúng thế lực cường giả nhìn đến, trên mặt lộ ra hưng phấn mà thần sắc. Đặc biệt là Long Mãn Tập đoàn. Bắc Xuyên Tông cùng cổ thần triều bọn họ, bọn họ đối với Long Cung tràn ngập cảm kích. Vừa rồi thời điểm bọn họ liền được đến tin tức, Long Cung chính lấy khủng bố tốc độ quét ngang mà đến. Chỉ là làm bọn họ không nghĩ tới chính là, gần nửa giờ thời gian, Long Cung liền dứt lại đây. Long Vương, Long Cung chưa vị cường giả, chúng ta tới tiêu diệt kia chỉ bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại. Một người Bắc xuyên tông lão tổ ánh mắt lộ ra tinh quang, lập tức hướng tới vương tiên bọn họ quát. Cùng lúc đó, hắn ánh mắt tỏa định phía trước một con bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại, tràn ngập ý chí chiến đấu. Rèo. Bất quá đúng lúc này, mũi tên tập kích thanh âm truyền đến, mũi tên tốc độ làm hắn hơi kinh hãi. Phốc. Ngay sau đó, hắn cả người ngây ngẩn cả người, ngốc ngốc nhìn chính mình tỏa định bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại. Khi một đạo mũi tên trực tiếp xuyên thủng kia chỉ bát giai vực sâu loại phần đầu. Khổng lồ vô cùng vực sâu loại ngốc ngốc huyền phù ở trên hư không trung, thân ảnh chậm rãi hướng tới một bên đảo đi. Này này. Hắn trừng lớn đôi mắt, tràn ngập chấn động một đạo mũi tên chém giết bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại, này tuyệt đối không phải cùng cấp bậc có thể làm được. Long cung có được bất hủ thần vương cửu giai cường giả. Hắn hơi hơi há to miệng. Vèo vèo vèo. Đúng lúc này, mưa tên hướng tới bọn họ bên này bao trùm mà đến. Thật là khủng khiếp lực lượng. Bắc Xuyên Tông vị kia lão tổ cảm nhận được đầy trời mưa tên uy thế, trong mắt tràn ngập khiếp sợ. Nếu như này đó mưa tên tỏa định hắn, hắn căn bản sống không được tới. Phốc 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 vô số mưa tên xuyên thấu từng con vực sâu loại, mười mấy vạn mười mấy vạn vực sâu loại ngã xuống. Này quả thực chính là khủng bố tàn sát. T, các ngươi xem, kia chỉ bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại bị long cung nháy mắt hạ gục. Thật là khủng khiếp mưa tên, chúng ta bên này chính là có 200 nhiều chỉ bất hủ thần vương cấp bậc vực sâu loại A. Lúc này, phía sau một chúng thế lực cường giả cũng cảm ứng được bên này tình huống, đầy mặt khiếp sợ quát. Long cung lúc này đây rốt cuộc phái nhiều ít cường đại cung tiễn thủ. Long cung có bất hủ thần vương cửu giai cường giả ra tay. Một ít nghi vấn xuất hiện ở bọn họ trong đầu. Vèo vèo vèo. Lúc này, Long Phong đã đến, từng cây bụi gai thổi quét từng khối vực sâu loại thi thể. Đối với Long cung như thế hành động, còn lại mọi người tự nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Đa tại Long cung ra tay tương trợ. Bác xuyên tông tên kia bác giai lão tổ chấp tay, mở miệng cảm tạ nói. Không cần khách khí, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, vực sâu chỗ sâu trong có một đám cường đại vực sâu chủng quần tộc đã vọt lại đây. Vương Tiên đứng ở chỉ huy trên đài, nhìn lướt qua trước người trận pháp thượng điểm đỏ, hướng tới bọn họ nhắc nhở nói: "Ân. Vực sâu nội có đại lượng vực sâu loại sông tới." Vương Tiên nói, một chúng thế lực cường giả không có chút nào hoài nghi, trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc. "Tiếp tục chạy, chúng ta gần chút nữa trung tâm một ít." Vương Tiên không có ở chỗ này lưu lại, chỉ có dựa vào gần trung tâm mới có thể đủ chém giết càng nhiều vực sâu loại. Ầm ầm ầm. Long Phong nhanh chóng chạy, thực mau liền đi vào một khác chỗ chiến trường rống rống rống. Bất quá đúng lúc này, từng tiếng cuồng bạo vô cùng rít gào từ vực sâu chỗ sâu trong truyền đến. Muốn tới. Vương Tiên ánh mắt nhìn lại, lấy hắn thị lực, đã có thể nhìn đến một cái khủng bố vô cùng đại quân hướng tới bên này bay qua tới. Đại quân chạy dài mấy chục tỷ km, rậm rạp vô số vực sâu loại, chúng nó tản ra giữ tận huyết tinh hơi thở. Có thể nói, xông tới vực sâu loại, cùng đang ở cùng nhân loại chém giết vực sâu loại, số lượng không sai biệt lắm. Vực sâu loại, trực tiếp gia tăng rồi gấp đôi không tốt vực sâu nội lại có vực sâu loại bay qua tới thật nhiều t sao lại thế này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy vực sâu loại không xong một chỗ chỗ chiến trường trước sở hữu thế lực nhân loại thấy như vậy một màn sắc mặt nháy mắt trắng bệch sở hữu chi viện quân đoàn chuẩn bị chi viện các đệ tử không sợ gì cả sát giết này đang súc sinh bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại chúng ta tới ngăn cản trung tâm vị trí truyền đến thượng nguyệt đại giáo trưởng giáo bọn họ tiếng hô bắt tuyến thế lực chi viện quân đoàn lập tức động lên trước giải quyết phía trước vực sâu loại mưu trạch sâm đem mấy chỉ bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại hấp dẫn lại đây vương tiên nhìn về phía vực sâu chỗ sâu trong lập tức mệnh lệnh nói là sát sở hữu long cung thành viên liếm liếm môi tràn ngập ý chí chiến đấu nhìn chằm chằm phía trước cùng với vực sâu chỗ sâu trong tấu chương xong chương hai nghìn sáu trăm sáu mươi chín long cung mới là cha bốn trống 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 vực sâu chỗ sâu trong hàng tỷ vực sâu loại phát ra từng tiếng rít gào khủng bố khí thế hướng tới bắc tuyến bên này đánh sâu vào mà đến trống trống bắt tuyến chỗ sở hữu cùng nhân loại chiến đấu ở bên nhau vực sâu loại phát ra hưng phấn mà đáp lại thanh từng con vực sâu loại càng thêm điên cuồng trống trống ở vào mời nguyệt tinh cầu phía trước bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại ánh mắt lộ ra hưng phấn cùng điên cuồng bay thẳng đến phía trước phóng đi chúng nó động thủ chúng ta sát Thượng Nguyệt đại giáo trưởng giáo bốn người thấy như vậy một màn, đầy mặt ngưng trọng gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp đón nhận đi. Đại chiến, hoàn toàn bùng nổ. Vèo vèo vèo. Nhưng mà lúc này, ở vào vực sâu chỗ sâu trong một chúng vực sâu loại trung ương, bốn con dị thường cùng bạo cùng cường đại bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại lành lạnh nhìn chằm chằm phía trước. Ánh mắt đảo qua bắt tuyến từng viên tinh cầu, chúng nó trong mắt tràn ngập hưng phấn cùng tham lam. Đột ngột, một đạo khủng bố mũi tên, mang theo cường đại vô cùng uy thế, hướng tới bốn con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại tập kích mà đi. Cạc cạc cạc. Trống trống trống. Trong đó một con có được mấy ngàn mét cốt cánh vực sâu loại cùng một con giống như minh xà giống nhau bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, nhìn đến hướng tới chúng nó tập kích mà đến mũi tên, ánh mắt lộ ra tức giận. Rầm rầm. Một cổ khủng bố năng lượng dừng ở mũi tên thượng, trực tiếp đem mũi tên hỏng mất. Vèo. Bất quá lúc này, lại một đạo mũi tên tập kích mà đến. Cạc cạc. Trống trống có được cốt cánh cùng kia giống như minh xà vực sâu loại hoàn toàn nổi giận, chúng nó hướng tới bên cạnh mặt khác hai chỉ vực sâu loại nổi giận gầm lên một tiếng, bay thẳng đến mũi tên công kích mà đến phương hướng phóng đi. Rống rống rống. Cạc cạc cạc. Ở chúng nó phía sau, đi theo hai đại vực sâu chủng tộc, ước chừng có 4 năm ngàn vạn chỉ vực sâu loại hướng tới cái này phương hướng bay tới. Long Vương, chỉ hấp dẫn tới hai chỉ. Mưu Trạch Sâm thấy như vậy một màn, lập tức hướng tới Vương Tiên Hội báo nói. Hai chỉ, có thể, trước giải quyết bên này vượt sâu loại. Vương Tiên ánh mắt đảo qua, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Hai chỉ, cũng có thể. Sát, Long Cung Cường giả tiến đến hiệp trợ, chỗ sâu trong có vực sâu loại đã đến, chúng ta trước đêm bên này vực sâu loại toàn bộ làm thịt. Phía trước vị trí, một người Long Mãn tập đoàn bác giai cường giả ánh mắt đảo qua bên này, lập tức lớn tiếng mệnh lệnh nói. Nhanh lên sát. Sát. Này một mảnh khu vực đệ tử lập tức lớn tiếng quát. Vèo vèo vèo. Còn chưa chờ bọn họ dết qua đi, từng đạo mũi tên đã bắt đầu thu hoạch lên từng con vực sâu loại bị nhanh chóng săn giết. Thậm chí, trong đó hai chỉ bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại, trực tiếp bị thượng trăm cái mũi tên tỏa định, nháy mắt đem chi chém giết. Hảo cường. Long cung lần này phái ra cường giả, so trước kia càng cường đại hơn. Long mãn tập đoàn tên kia cường giả nhìn đến, trong mắt cũng là lộ ra hưng phấn mà thần sắc. Long cung vô địch. Long cung ngưu bức. Ha ha ha, có Long cung Long vương bọn họ ở, chúng ta việc này đang súc sinh. Một ít Long mãn tập đoàn, Bắc Xuyên Tông cùng cổ thần triều đệ tử thấy như vậy một màn, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc. Đối với Long Cung thực lực, bọn họ còn là phi thường tín nhiệm. Rống rống rống. Cạc cạc cạc. Đúng lúc này, một tiếng kinh sợ vô cùng tiếng gầm gừ âm truyền đến, đang ở hưng phấn mà một đám người hơi kinh hãi. Không tốt, đám kia cường đại vực sâu loại đang theo chúng ta bên này xông tới. T, thật là khủng khiếp thanh âm, phía trước nhất kia hai chỉ vực sâu loại là cái gì cấp bậc tồn tại. Không xong, đó là... Nghe thấy hai tiếng rít gào, mọi người nhìn về phía vực sâu chỗ sâu trong, bọn họ đột nhiên phát hiện, có một đám khủng bố vô cùng vực sâu loại hướng tới bọn họ bay qua tới. Này đàn vực sâu loại, so với bọn hắn tưởng tượng cường đại hơn gấp 10 lần gấp trăm lần. Đặc biệt là phía trước hai chỉ, rất xa bọn họ đều có thể đủ cảm nhận được một cổ ngập trời khí thế. Mọi người sắc mặt cuồng biến. Long mãn tập đoàn tên kia bất hủ thần vương bác giai cường giả đồng tử hơi hơi co rụt lại. Thỉnh cầu chi viện, lập tức làm thượng nguyệt đại giáo trưởng giáo phái đỉnh cường giả lại đây, chúng ta nơi này xuất hiện bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại. Hắn trừng lớn đôi mắt, liều mạng hướng tới phía sau gào rống nói. Cái gì? Phía sau nối mạch điện trung niên nghe được long mãn tập đoàn cường giả nói, hơi kinh hãi. Chiến trường trung, một chúng đệ tử cường giả cũng là sắc mặt đại biến. Sẽ không sẽ không thật là hướng chúng ta bên này đi. Này! Trong nháy mắt, mọi người trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh, bọn họ ngơ ngẩn nhìn phía trước. Khi mấy ngàn vạn chỉ vực sâu loại ở hai chỉ bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại dẫn dắt hạ, vô địch giống nhau xông tới. Cảm thụ được kiêu uy thế, bọn họ đã có thể đoán trước đến, chính mình một đám người, chỉ sợ muốn trở thành vực sâu loại trong miệng đồ ăn. Này Long Cung bọn họ có thể ngăn cản trụ này đàn vực sâu loại sao? Một người vĩnh hằng thần chủ cấp bậc đệ tử nhịn không được thất thanh hỏi. Chung quanh lượt hiện yên tĩnh, một đám trên trán tràn ngập mồ hôi lạnh. Long Cung có thể sao? Lấy Long Cung bày ra ra tới thực lực, có thể chống lại bất hủ thần vương bát giai, nhưng hiện tại chính là hai chỉ bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại. Bác giai vực sâu loại bọn họ đại khái có thể cảm ứng được, ít nhất có 15-6 chỉ. Như thế nào ngăn cản? Phụ thân, chúng ta muốn chết sao? Vực sâu trong hư không, một người thanh niên nhìn bên cạnh phụ thân, trong miệng lẩm bẩm. Ung ục. Một bên trung niên nuốt một ngụm nước miếng, nắm vũ khí cánh tay có chút run rẩy. Không có trả lời. Chuẩn bị. Ầm ầm ầm. Thiên trận nhìn đến mấy ngàn vạn vực sâu chủng tộc đàn sông tới, trong đó bất hủ thần vương cấp bậc đạt tới một vạn năm nghìn nhiều hắn ánh mắt lộ ra hưng phấn mà thần sắc long phong phát ra nổ vang phương hướng thay đổi đối diện một chúng vực sâu loại phương hướng ở long phong một đám cửa động trước ngao phượng hoàng ngao tinh một mưu trạch sâm đứng ở nơi đó đến nỗi ngao yêu đã ẩn nấp ở trên hư không trung bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm kia hai chỉ bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại ông cùng lúc đó toàn bộ vực sâu loại chậm rãi bị từng cây bụi gai bao trùm ba cái bụi gai quái vật chậm rãi hình thành khổng lồ long phong đồ sổ đối mặt toàn bộ vực sâu chủng tộc đàn. Sát. Đương mấy ngàn vạn chỉ vượt sâu loại tiến vào đến công kích trong phạm vi khi, mệnh lệnh thanh âm vang lên. Vèo vèo vèo. Vô số đạo mũi tên, nháy mắt hướng tới rậm rạp vượt sâu loại tập kích mà đi. Trống trống trống. Cạc cạc cạc. Ngay sau đó, cầm đầu hai chỉ bất hủ thần vương cửu giai vượt sâu loại phát ra một tiếng rít gào. Một con kích động khổng lồ cốt cánh, hai căn hắc ám pháp tắc ngưng tụ mà thành gai xương mang theo khủng bố bi năng hướng tới Long Phong tập kích mà đến một khác chỉ như minh xà giống nhau vượt sâu loại, đỉnh đầu có được một cái màu đen giác. Giác dâng lên khởi một đạo hắc mang, đồng dạng hướng tới Long Phong công kích mà đi. Phía sau, khi mấy ngàn vạn chỉ vượt sâu loại, cũng đồng thời khởi xướng viễn trình công kích. Cuồn cuộn năng lượng hướng tới Long cung bên này tập kích mà đến. Có chút cường a. Vương Tiên nhìn phía trước cuồn cuộn năng lượng, hơi hơi có chút kinh ngạc. Như thế năng lượng, hai ba danh bất hủ thần vương cửu giai tồn tại đều không nhất định có thể ngăn trở. Này luồng năng lượng này. Phía sau, mọi người sắc mặt trắng bệch. Tấu chương xong. Chương 2670, Long Cung mới là cha năm. Này một mảnh chiến tranh nhân loại đều ngây dại. Bọn họ nhìn phía trước vọt tới khủng bố năng lượng, trong lòng trào ra một tia tuyệt vọng. Thậm chí có một ít người nhắm mắt lại, thân hình run rẩy. Trống. Một tiếng tràn ngập vi áp tiếng gầm gừ ở ngay lúc này vang lên. Ở vào Long Cung nội, Ngao Phượng hoàn toàn thân ngọn lửa lượng lờ, lôi đình lao nhanh, hắn ngẩng đầu lên trực tiếp phát ra một tiếng điên cuồng hét lên, cả người nháy mắt đã xảy ra thật lớn biến hóa long thân phượng cánh oanh phượng cánh kích động lưỡng đạo ngọn lửa phượng cánh bay thẳng đến phía trước phóng đi phượng cánh lao ra càng đổi càng lớn cuối cùng hai cái cánh bao trùm phạm vi đạt tới phạm vi mấy trăm triệu km sông long rẽ Mưa trạch sâm khẽ quát một tiếng trong tay cung tiễn thượng nháy mắt ngưng tụ lưỡng đạo mũi tên một đạo màu xanh lơ một cái kim sắt lưỡng đạo mũi tên bắn nhanh mà ra nháy mắt hóa thành hai điều giao nhau thần long mỗi một cái trăm vạn km lớn nhỏ trực tiếp xé rách phía trước khủng bố năng lượng xôn sao. ngao tin một đứng ở một cái cửa động trước trên người dây mây huy động vô số lá cây trực tiếp phiêu về phía trước vương hư không hướng tới kia mấy ngàn vạn vực sâu loại công kích nghênh đón mà đi âm dương hai cực vương tiên đứng ở chỉ huy trên đài đôi tay hơi hơi huy động một cái thái cực xuất hiện trong người trước hướng tới phía trước nhẹ nhàng đẩy ông thái cực biến đại che trời ngăn cản ở long phong phía trước ầm âm, ầm âm, âm. Đường thái cực ngang trời là lúc, mấy ngàn vạn chỉ vực sâu loại công kích đã cùng ngao phượng hoàng, ngao tinh một bọn họ công kích va chạm ở bên nhau. Khủng bố năng lượng giống như giảo thịt tràn, giờ khắc này, cho dù là bất hủ thần vương cửu giai cường giả ở vào trung tâm, cũng sẽ bị nháy mắt mạt sát. Nổ mạnh thanh âm không dứt bên tai, phía trước xuất hiện một bộ tận thế chi tướng. Ầm ầm ầm. Sở hữu công kích, cuối cùng ở thái cực phía trước đình chỉ xuống dưới. Phía sau, mọi người thấy như vậy một màn, hơi hơi mở miệng. Chấn động. Sát sở hữu năng lượng chậm rãi tiêu tán, vòng thứ nhất va chạm đã kết thúc. Mà lúc này, Long Phong cùng mấy ngàn vạn vực sâu chủng quần tộc, khoảng cách chỉ có một ngàn vạn km. Cái này khoảng cách đã phi thường gần. Trung trời tiếng hô từ một chúng thiên nhãn mũi tên bộ thành viên trong miệng truyền ra, dày đặt mũi tên hướng tới phía trước xạ kích mà đi. Vèo vèo vèo. Trống trống trống. Ba con bụi gai ngưng tụ mà thành quái vật, tỏa định kia hai chỉ bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, nháy mắt bay qua đi. Long Phong nội, Ngao Phượng Hoàng, Ngao tin một hai người cũng động lên, đồng dạng nháy mắt bay qua đi. Mưu trạch sâm, điểm sát bất hủ thần vương bác giai vực sâu loại, kia hai chỉ giao cho bọn họ. Thiên trận nhàn nhạt nói. Hảo. Mưu trạch sâm gật gật đầu, không để ý đến kia hai chỉ bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, sắc bén ánh mắt nhìn chầm chầm hướng một con bất hủ thần vương bác giai vực sâu loại. Vèo. Mũi tên nháy mắt bay ra. Vèo vèo vèo. Ngay sau đó, lại là mấy chục căn mũi tên hướng tới kia chỉ bất hủ thần vương bát giai vực sâu loại công kích mà đi cửu giai điểm sát bát giai, đặc biệt là mưu trạch sâm loại này cung tiễn thủ, nhẹ nhàng đoạt mệnh. Một con bát giai, 10 giây không đến, đánh chết. Theo sát, mưu trạch sâm tiếp tục điểm sát còn lại bát giai vực sâu loại. Trống trống. Cạc cạc. Cầm đầu hai chỉ cửu giai vực sâu loại nhìn đến sông tới bụi gai quái vật, cùng bạo gào thét. Vèo vèo vèo. Bất quá ngay sau đó, ba con bụi gai quái vật hướng tới trình tam giác trạng đem chi vây quanh. Ha ha ha, làm thịt bọn họ. Phía sau vị trí, Ngao Phượng Hoàng Ngao Tinh một bay lại đây, mà trong đó một chỗ hắc bạch bóng dáng lập lòe, đồng dạng tiến vào cái này vòng vây nội. Sáu đối nghị, trong đó còn có được có thể độc lập chém giết cùng cấp bậc bụi gai quái vật. Ầm ầm ầm. Ngao Phượng Hoàng cùng Ngao Tinh một vừa tiến vào bên trong, phát động khởi cuồng bạo vô cùng công kích. Ba con bụi gai quái vật theo sát sau đó, nháy mắt, bọn họ liền kéo ra một cái phạm vi thượng trăm triệu km chiến trường. Chung quanh, sở hữu vực sâu loại vội vàng hướng tới một bên vị trí tránh né, tránh cho bị lan đến nói hỏa chùa y nhất tộc thần khí công kích. Tinh một long chủng toàn bộ đi ra ngoài săn giết. Quỷ yêu, toàn bộ đi ra ngoài săn giết. Long phong nội, thiên trận hạ đặt một đám mệnh lệnh. Này một chúng vực sâu loại có một vạn năm nghìn nhiều chỉ, chỉ dựa vào thiên nhãn mũi tên bộ đánh chết, tiêu hao thời gian quá dài. Là. Tinh một long chủng cùng sở hữu quỷ yêu lập tức nhảy vào chiến trường. Toàn bộ long phong, có hai vạn ba nghìn danh bất hủ thần vương cường giả, như thế thực lực, so với vực sâu loại thần vương cấp bậc nhiều rất nhiều rất nhiều ngũ hành đại ma vương tiên cánh tay vừa động ngũ hành đại mài ra hiện tại trước người cánh tay hắn vung lên khổng lồ vô cùng cối xay xuất hiện ở vực sâu trong hư không trực tiếp hóa thành phạm vi thượng ngàn vạn km lớn nhỏ toàn bộ ngũ hành đại ma thượng ẩn chứa mất đi pháp tắc chi lực dường như có thể ma diệt thế giới sở hữu hết thảy ngũ hành đại ma phóng đi bao phủ mấy chục vạn chỉ vực sâu loại xám xịt năng lượng đảo qua sở hữu vực sâu loại nháy mắt tử vong bất hủ thần vương bát giai dưới không có bất luận cái gì một cái có thể ở ngũ hành đại ma mất đi năng lượng hạ chống đỡ nửa giây. Mấy ngàn vạn chỉ vực sâu loại nhìn như rất nhiều, nhưng mà lại ở một cái chạm mặt, bị long cung chém giết ba bốn trăm vạn chỉ. T, này này long cung bọn họ ngăn cản xuống dưới. Đâu chỉ là ngăn cản, long cung bọn họ quả thực là bốn phía tàn sát A, các ngươi xem kia hai chỉ bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại, hoàn toàn bị nhốt ở, long cung cũng có bất hủ thần vương cửu giai cường giả. Quá cường, quả thực quá cường, đây là long cung lực lượng sao? phía sau này một mảnh khu vực sở hữu cường giả cùng đệ tử đã hoàn toàn tuyệt vọng nhưng nhìn đến hiện giờ một màn này một đám kích động trừng lớn đôi mắt phụ thân ba chúng ta chúng ta có phải hay không được cứu trợ vừa rồi tên kia đầy mặt tuyệt vọng thanh niên nhìn phía trước tàn sát nắm chặt nắm tay hưng phấn mà hướng tới bên cạnh phụ thân quát thảo này quả thực quá cường không cần kêu ta phụ thân long cung mới là cha a có loại sống sót sau tai nạn trung niên kích động mà lớn tiếng đáp lại nói một bên thanh niên chậm rãi toét miệng nở nụ cười chính mình phụ thân làm không được sự tình long cung có thể làm được xác thật long cung mới là cha a này cũng quá cường hắn trong miệng lẩm bẩm này con mẹ nó đâu chỉ là cha này quả thực chính là gia a không có long cung ngăn cản chúng ta toàn bộ đều phải xong đời bên cạnh một ít người nghe được nhìn không được hưng phấn mà quát ngay cả thượng nguyệt đại giáo một ít cường giả cùng đệ tử cũng là tràn ngập chấn động long cung thực lực thật sự không thể tưởng tượng trống đúng lúc này một tiếng thê lương vô cùng thanh âm từ bên cạnh truyền đến, mọi người sắc mặt uy chấn, lập tức hướng tới kia bất hủ thần vương cửu giai chiến trường chỗ nhìn lại. Đáng tiếc chính là, các loại năng lượng cách trở, bọn họ căn bản thấy không rõ bên trong cụ thể tình huống. Nhưng là bọn họ biết, vừa rồi kia hết thảm một tiếng, đến từ chính một con bất hủ thần vương cửu giai vực sâu loại. Chiến đấu cùng giết chóc ở tiếp tục, mỗi một giây đều có mười mấy vạn thậm chí mấy chục vạn chỉ vực sâu loại bị giết. Phía sau một đám người phát hiện, một trận chiến này, căn bản không cần bọn họ động thủ bọn họ chỉ cần ở chỗ này nhìn là được tấu chương xong